Mắm này chấp 5 giây thôi nha các bạn. Mắm này nó dễ ồ mà nó còn ngắn nữa. Chấp 10 giây là gãy cái chắc luôn. Chưa gì mà dính rít là thấy không vui rồi nha. Nó còn ISO luôn. Coi nè, coi outlay nè. Ảo nhây, ảo nhây. Ảo nhây. Quá ghê. Lại đổ thừa. Chơi mà đổ thừa. Y như mình vậy á. Để thì thằng chấp ngon nữa các bạn. Thằng skill nó tựa ánh sáng ngân hà. Thuộc hạ nó sẽ hồi nitro và tốc độ. Nó là phê. Gì trời. Đủ cái thằng gì nó lát. Lát mà thì như nó lát mà mình tưởng nó quay lại tông mình không luôn á. Đã thấy mục tiêu rồi đó. Mình có biển cả. Các bạn thấy mình xài combo đẹp không? Như màu xanh dương đẹp vậy. Ủa nó chỉ cần cắt tiếp thôi lẹ quá. Ao nhây. Đây là bậc thầy ao nhây đây. Ao nhây. Đỉnh. 30 chưa phải là tết mà cuối cuối này mình trùm bao nhây. Nữa lại gà. Cái này gà nó bảo mình đó các bạn à. Bạn đó trẻ Sky chạy cũng khá gắt đấy. Mình gặp cũng mấy lần rồi. Đừng có tưởng gọi AD là chấp đâu nha. Nếu mà bạn nghĩ vậy thì bạn nghĩ đúng rồi đó. Chạy đi. Fan đã gọi Ado rồi mà chẳng lẽ không chấp. Đánh đường. Bạn thấy không? Mất tích luôn rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Một em tự hỷ. Còn một em nữa. Ghê vậy.
Rồi 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 rồi. Áo nhây, áo nhây. Chùm áo nhây rồi đây nè. Ghê ta. Ê, mà này đúng ghê ấy. Hè á. Kinh. Thằng này định chấp chạy phía sau để lấy cái skill nhân 2. Sao còn cái thứ dữ không vậy? Thôi. Chấp 5 giây thôi nha. Cái này bro. Cái skill nó không bị hạn chế bởi 3 giây đầu nha. Đầu mà bạn khởi động bị tụt hạn á là nó boost nhân 2 liền luôn. Nhân 2 là nó sẽ cộng 5 km/h với lại các bạn nitro sẽ lên 12%. Bậy luôn. Này né được, né được, né được. Tôi thấy có một đứa bị rớt rồi. Vô map đây là tôi tấu hài không à. Lên hạng 1 để nó hết nhân 2. Nhìn chung cái xe này kiểu như là dành cho mấy bạn đua yếu yếu một tí, tục hạng nữa. Như là mấy bạn đua yếu thì hay cái phần tích nitro chạy hơi hay thiếu nitro á, chạy cái này là hợp lý luôn. Nhưng mà đánh giá chung thì với 8.000 kim cương mà bỏ ra để lấy con xe này thì mình thấy nó không xứng đáng lắm. Như đó thì bạn bỏ thêm xíu hoặc là có khi bạn đủ luôn á, bạn săn được S Sky được, S không biết rồi, chạy được lật hơn nhiều. Cái này mình cũng không đánh giá cao lắm, có thể là nó ra trễ, mình cũng không khiến các bạn săn cái này nha. Để mấy đứa. Mười giây luôn nha. Thật ra cái chế độ rank 4 người này cũng hay. Tại nhiều khi rank cao quá 6 người nó ghép cũng lâu, 4 người ghép cho nhanh, đỡ bị lát nữa, đỡ bị lát tông rồi nữa. Một ngày một nhanh vậy ta, nên đánh siêu dẫn mà đứa đưa kỳ ta. Nhất cái map này khó, mấy bạn đưa hơi lỗi rồi, chứ các bạn phú kia mình gặp nhiều đua khá là ghê. Mới đầu nghĩ chấp 10 giây không biết có ăn được không, tại sao thấy dễ quá. Em này gãy sớm thế.
Hai này một chút ghê vậy ta. Tí nữa thôi. Nói ra sự rẩn dựng nó đu ghê ta. Chắc 10 giây khó thiệt. Map nào mà dài dài mà khó tí mày đâu. Ok thôi, clip đây thôi nha. Các bạn xem clip thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.